Chiều nay, Quận ủy Hải Châu tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Quận Hải Châu hiện có 71 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trong đó có 17 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia với hơn 2.100 cán bộ công chức viên chức người lao động. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 29, mạng lưới trường lớp được sắp xếp, quy hoạch hợp lý theo hướng đa dạng hóa và xã hội hóa. Các chỉ tiêu về phát triển số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, phổ cập giáo dục đều đạt và vượt kế hoạch. Quận đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi từ năm 2014. 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi một ngày. Ngành giáo dục đã có nhiều đổi mới tích cực, tuy nhiên giáo viên bậc học mầm non ngoài công lập còn nhiều biến động. Cơ sở vật chất trường lớp chưa đáp ứng kịp yêu cầu xây dựng trường chuẩn quốc gia là một số những hạn chế còn gặp phải trong quá trình triển khai nghị quyết, cần tiếp tục sự quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ trong thời gian tới.